Bài văn nghị luận xã hội về cha. Nuôi con khôn lớn lên người, tay cha đùng rẫy trở trời lại đau. Con như chim đại phương nào, đủ lòng cứng cáp bay vào trời xanh. Trong hành trình khôn lớn của mỗi người, bên cạnh hình ảnh một người mẹ luôn dịu dàng tần tảo chính là một người cha mạnh mẽ và vĩ đại. Cha là một người trụ cột của gia đình, là một người mang trên vai bao nhiêu trọng trách, cùng với mẹ gây dựng hình một tổ ấm, một môi trường tràn đầy tình yêu thương để cho những người con được phát triển và khôn lớn. Tuy có đôi lúc cha lạnh lùng, ít nói như lời yêu thương khiến ta và cha có một khoảng cách nhất định, nhưng hãy nghĩ lại và xem, cũng có những lúc chúng ta cũng vô tâm như thế. Chúng ta hời hợt, vô tâm, chẳng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cha mỗi khi ta áp lực thi cử. Hay cũng có những lần ta không trông thấy sự hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt khắc khổ ấy khi chúng ta đạt được một thành tựu trong cuộc sống. Chúng ta được sinh ra trên cuộc đời này và không có quyền lựa chọn cho mình một người cha, người mẹ như những mối quan hệ khác. Đó có lẽ chính là một sự sắp đặt có nguyên do của tạo hóa. Hãy cảm thấy thật may mắn và trân trọng khi họ và bạn là một gia đình. Hãy biết ơn, trân trọng khi bạn được tồn tại và có một cuộc sống trọn vẹn như ngày hôm nay. Dù bạn chỉ có một người cha, một người mẹ hay chỉ có những người thân, thì họ cũng đã cố gắng yêu thương các bạn bằng tất cả những gì họ có thể.